Hello các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở cổng chính của khu công nghiệp Giảng Bàng, một trong những khu vực sầm uất bậc nhất ở Tây Ninh. Thì đây là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Tây Ninh luôn, với tổng diện tích là khoảng 200 hectare và hiện tại thì là tỷ lệ lấp đầy là 100%, rất là sung luôn các bạn. Đây là con đường xuyên Á hướng đi về Sài Gòn, từ đây mà về tới ranh giới Củ Chi là có 2 cây số. À, bữa nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị em một cái thông tin, một cái cơ hội đầu tư đặc biệt. Một lô đất mặt tiền đường nhựa lớn lộ giới 20m, nằm chỉ cách con đường xuyên Á này là có 300m, à, và rất gần với lại khu công nghiệp Giảng Bàng này nha các bạn, khoảng chừng hơn cây số thôi. Lô đất này là diện tích lớn, hơn 830m², ngang qua là tầm 10m, dài là 81m, nằm hướng Tây Bắc nha. Đất đô thị, đất ODT. Và cái lô đất này là đang được chính chủ kêu bán với một cái giá khá là rẻ, chỉ tầm khoảng 4 triệu/m² các bạn. Đất là sẵn sàng xây biệt thự, chỗ này xây biệt thự sân vườn này ngon cực kỳ. Đây, chúng ta khảo sát khu vực này chút xíu ha. Đây là cổng chào ranh giới giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh nè các bạn. Thì chỗ này là chỉ cách vị trí bất động sản là khoảng 3 cây số thôi nha. Đó, đi theo cái hướng về Giảng Bàng thì chúng ta sẽ đi ngang qua hai khu công nghiệp lớn là khu chế xuất Linh Trung và khu công nghiệp Giảng Bàng các bạn. Thì khu công nghiệp Giảng Bàng này là có hai cổng lực. Vị trí đất là nằm cách cái cổng số 2 là khoảng hơn cây số, thuộc địa bàn của khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Giảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Nằm cách ngã tư An Bình này là tầm khoảng 600m, cách đường xuyên Á này 300m, cách trung tâm thị xã Giảng Bàng, siêu thị Copmark, chợ Giảng Bàng tầm khoảng hơn 2 cây. Khu vực này là dân cư đông đúc, giao thông thuận lợi, nằm cách Sài Gòn An Sương khoảng 35 cây. Thì bây giờ anh Dũng chính chủ kêu bán cái lô đất này toàn bộ luôn là 3 tỷ 390 triệu. Mình chia theo mét vuông tính ra là có thể là không được 4 triệu/m² nữa các bạn. Mời bà con anh chị em đi xem chi tiết hiện trạng đất và cùng đánh giá coi cái khu vực này có những tiềm năng và lợi thế như thế nào ha. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. Công ty cổ phần kiến trúc Tân Thời Đại, xây nhà tận tâm, thi công trọn gói, miễn phí thiết kế và xin phép xây dựng, cam kết không phát sinh, đảm bảo tiến độ và chất lượng, bảo hành dài hạn, thi công toàn quốc. Chúng tôi sẽ làm nhà của bạn trở nên hoàn hảo. Bây giờ mình đưa cả nhà đi từ hướng cổng số 2 của khu công nghiệp Giảng Bàng nè các bạn, đi về vị trí bất động sản. Đó, chúng ta sẽ khảo sát cái tuyến đường này nha. Đối diện cửa số 2 này là có trạm y tế phường An Bình nè. Thì hướng bên tay phải là về Sài Gòn nha các bạn, về Củ Chi. Ở chỗ này chạy xuống 2 cây số nữa là tới cổng chào ranh giới giữa Tây Ninh với Củ Chi rồi. Đó, mình sẽ quẹo về hướng trung tâm của thị xã Giảng Bàng các bạn. Đất là nằm cách cái cổng số 2 của khu công nghiệp này là khoảng hơn cây số thôi nè. Con đường xuyên Á này nó đông xe lắm các bạn, và đặc biệt là những cái giờ mà đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, giờ tan tầm là lượng công nhân ở trong khu công nghiệp đổ ra là như ong vỡ tổ luôn, rất là đông. Tuyến đường xuyên Á này còn mở rộng ra nữa các bạn nha. Ta đi ngang qua trường trung học cơ sở Trương Tùng Quân nè. Ở đây thì trường học các cấp từ mẫu giáo tới cấp 23 là có đủ, và nằm trong bán kính khoảng cây số xung quanh vị trí bất động sản thôi. Lô đất này thì gia đình anh Dũng là mua để dành cho cậu con trai nè, mới lập gia đình. Bây giờ thì con anh lại làm trong ngành giáo dục, dạy ở khu vực Gò Dầu các bạn. Vợ chồng không có về đây để định cư được, mà gia đình anh quyết định bán để lấy vốn làm ăn. Ở từ vị trí cổng số 2 khu công nghiệp mình chạy tới ngã tư này gọi là ngã tư An Bình các bạn.
khu công nghiệp Cảng Bàng thì diện tích lớn nha, và công ty nước ngoài rất nhiều, đặc biệt những công ty của Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan nhiều lắm bạn. Thì tại vị trí ngã tư An Bình này, mình quẹo hướng bên trái vô khoảng chừng 100m là có cái chợ lớn lắm, là chợ Công Nhân. Ở hướng đó mình sẽ đi thông ra ngoài quốc lộ N2, đi về hướng Long An miền Tây được các bạn nha, về Đức Hòa đó. Còn hướng phải này là sẽ hướng ra Củ Chi, đã dòng ra Củ Chi. Đây bạn là bên trái nè. Chiếu nông sản này cách ngã tư An Bình này là chỉ có vài trăm mét thôi, 500-600m gì à. Chúng ta chạy lên khoảng 300m nữa. Khu vực này có đầy đủ tiện ích, phòng nha, rồi phòng khám tư nhân. Bệnh viện Cảng Bàng thì chạy thẳng lên trên tầm 2 cây nữa nha các bạn. Đó, đi thẳng 2 cây là về trung tâm của Cảng Bàng. Có siêu thị, chợ, công viên. Đây, đầu đường đi vào bất động sản nè các bạn. Ở chúng ta quan sát có một cái tòa nhà cao to nè ha, đây công ty IDC. Rồi bảng hiệu thì rất là nhiều ở phía ngoài đầu đường nè. Ở chúng ta thấy có là 4-5 cái nhà nghỉ, nhà trọ công nhân, rồi quán ăn gia đình. Hiện trạng đang là đường nhựa ha. Mình vô là 300m thì đất là nằm phía bên tay phải, hướng tây bắc. Quán nhậu Hải Ngân nữa các bạn. Rồi nhà nghỉ hai bên đường rất nhiều luôn. Đường này thì lộ giới là tới 20m lận. Đó, nhà nghỉ Đức Tiến, nhà nghỉ Tân Phúc. Bên phải thì nhà nghỉ Thảo Nhiên. Rồi cho thuê phòng trọ, nhà trọ công nhân Nguyễn Chính. Đường này cũng là tuyến đường thông các bạn nha. Đó, mình chạy xuống tầm khoảng chừng 2,5 cây, 3 cây gì đó là mình giao với lại đường dự án đường cao tốc. Đây có quán rất là to đó các bạn, quán dành Lâm Cua. Thường những cái quán này là ta hoạt động kinh doanh vào buổi chiều. Thì vị trí lô đất này cũng khá là hay. Sát bên là một cái nhà nghỉ tên độc đáo, nhà nghỉ cõi riêng. Đấy các bạn nè. Rồi mình cũng có hẹn anh Dũng ở đây để ảnh cho mình xem sổ luôn ha. Đây, từ ngoài chúng ta đi vô là 300m ha. Đây, đối diện là có quán cà phê nữa nè. Đây, gia đình anh Dũng đang đứng bên kia đường. Anh Dũng ơi! Chỗ này người ta cũng kinh doanh buôn bán khá là nhiều nha. Bên này có một cái cơ sở là giặt sấy rồi chuyển rút tiền nữa nè. Đây, đất là nằm ranh giới chỗ nào ha anh Dũng ha? Đây, từ miếng này. Dạ. Yeah. Đây. Anh cầm cái mic giùm em ha. Rồi, từ miếng này. Dạ. Yeah. Rồi. Đi qua dài qua tới đây. Là ngang qua mặt tiền là được 9,4 m. 9,41 m. Có cơ sở. Đây. Có cọc ranh giới là ngay cái bờ rào này phải không anh? Ngay bờ rào đúng rồi. Ngay bờ rào này ha. Rồi, có bờ rào luôn. Đó, còn dài. Dài 81m. Dài là 81m nha. Rồi, thổ cư được 250. 250 mét thổ cư, mà cái thổ cư này nó rất là hay, là đất đô thị hết. Đô thị. Dạ. Khu vực này là đô thị toàn bộ nên là mình có thể là lên thêm thổ cư cũng được. Hoặc là 250 mét vuông đất đô thị đó là mình xây cất nhà cửa ngon lành rồi ha. Hiện trạng đất là trước là 9,41 m, phía sau là nở hậu phải không anh? Nở hậu 11 mét. À, trên sổ là 11,21 m nha các bạn. À, đất gò cao ráo bằng phẳng, rất là đẹp. Tính ra là cao hơn mặt đường một chút xíu đó. Đường ở ngoài là đường hiện trạng là đường nhựa rồi. Rồi, lô đất này nếu anh chị em nào mà
thích đầu tư để dành thì cũng rất là hay luôn. Bởi vì xung quanh là có bờ bao rào lưới 70 giáp hết toàn bộ nè. Ở sao nó hậu 11 mét nè. Dạ, tường bên này là của bên nhà nghỉ cõi riêng ha. Thế đất nở hậu nha. Đó, đằng sau đất nè các bạn. Vuông vức đẹp rõ ràng ha. Rồi, lô đất rất là dài, tới 81 mét lật. Chỗ này là xây biệt thự sân vườn là ok luôn. Quá ok luôn. Dạ. Yeah. Anh Dũng là con anh là không có về đây được hả anh? Không, giờ tính cho ở đây mà nó công tác á, yeah. Ở Cò Dầu. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ là nó phải về trảnh để có hai vợ chồng thôi. Dạ. Yeah. Tính cho về đây mà thôi mà xa quá. Nên là cho về trảnh ở. Chỗ này thì cách Cò Dầu cũng không xa lắm bạn, khoảng 16-17 cây vậy thôi. Nhưng điều mà nó đi dạy đó. Dạ. Đi dạy trảnh lên xuống cực quá. Dạ. Nên cho về. Mình xem sổ chút xíu nha anh. Rồi. Này sổ rất là đẹp nè. Đó, con đường thể hiện là đường nhựa rồi. Và lộ giới đường này là được 20 mét. Đất là hướng Tây Bắc nha. Mặt tiền là 9m41 nè. Còn đây, nếu mà mình coi ở đây thì hậu là được 11,23. Còn cộng 3 cái này lại thì ra gần 81 mét ha anh. 81 mét. Dạ. Yeah. Thửa đất này là số 1211. Đây, con số này nó to chứng tỏ khu vực này là dân cư đông nè. Địa chỉ là khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Diện tích tổng là 834,9 m². Là đất đô thị được 250 m, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Sổ hồng riêng. Đó, nếu mà mở lộ giới ra thì nó chỉ vô khoảng độ chừng chắc khoảng chừng 5 mét à. Đó. Giấy tờ nghiêm chỉnh. Quy hoạch thể hiện khu vực cũng rất là tiềm năng, được phủ màu hồng đậm toàn khu vực luôn. Nằm cách đường xuyên Á là 300 m, ngoài đây là trường học rất là nhiều luôn. Rồi, hướng lên trên này mình đi khoảng chừng 3 cây số là có dự án cao tốc Hồ Chí Minh Mộc Bài nữa các bạn. Bên trái là mình đi về trung tâm của Trảng Bàng ha. Tiếp giáp với lại khu công nghiệp nè. Khu chế xuất Linh Trung 3 nè. Anh chị em nào quan tâm thích cái lô đất này và khu vực này, mình liên hệ trực tiếp với lại anh Dũng là chính chủ ha. Số điện thoại anh Dũng là 0979752752, 0979752752, hoặc là 0338226277, 0338226277. Giá toàn bộ bây giờ anh Dũng bán là 3 tỷ 390 triệu hả anh? Đúng rồi. Dạ, 3 tỷ 390 triệu cho một cái lô đất rất là nhiều tiềm năng, mặt tiền luôn. Mình chia ra theo cái diện tích là 831 m² này thì tính ra là 1 m² là tầm khoảng 4 triệu bạc. Đó, chúng ta sở hữu một vị trí là mặt tiền, xung quanh là nhà cửa bà con ở khá là nhiều, và đặc biệt là giáp với lại đường Xuyên Á. Đó, chỉ nằm cách khu công nghiệp Trảng Bàng. Đó, một khu công nghiệp rất là lớn ở Tây Ninh, tầm khoảng chừng 2 phút đồng hồ chạy xe thôi. À, anh chị em có cảm nhận và đánh giá như thế nào về hiện trạng và tiềm năng lô đất này? Hãy để lại ý kiến bên dưới video, góp ý và giao lưu cùng với anh em tụi mình. Còn bây giờ, chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha.